diễn ra trong giờ phút rồi. Ấy. Còn này là sản phẩm lá lúa ha, cao su lưỡi gạt mưa ha, lá lúa lưỡi gạt mưa cho xe hơi ô tô nha. Đây là sản phẩm này có hai kích thước nha. Một loại là kích thước lớn là chiều rộng 8mm ha, và một loại có kích thước bé là chiều rộng là 6mm ha. Cái này là bé nè, có chiều rộng 6mm. Bây giờ mình khui ra nha. Đây là đây là lưỡi gạt mưa có bề dày là 6mm. Sản phẩm nó gồm nè, hai sợi nha, một đôi nha, hai sợi nó kết lại với nhau nè ha. Hai sợi nha, có một cái đầu gài ha, đầu này đầu gài nè, có hình dáng của đầu gài nha. Còn cái đầu này là trơn, đầu này để mình lắp vô xong rồi mình sẽ cắt đi ha. Như vậy là có một đầu gài nha, đầu gài và đầu còn lại là đầu trơn ha. Rồi một cái sản phẩm nó sẽ là một đôi nè. Cái này bằng 6mm thì bằng vật liệu silicon nha. Nè, đây là một đôi nha, mình sẽ xé làm đôi ra nè, xé nha thành hai sợi nha, đây nha, xé làm đôi ra nha, đây xé ra thành hai sợi ha. Một xe sử dụng cho hai gạt mưa trước ha, bên tài với bên phụ nha, lấy hai sợi ha. Mình thấy nè, đây cái này là đầu gài ha, nè đầu gài nè, nó có cái hình dáng của đầu gài nè ha, con này đầu gài. Sợi này là bằng vật liệu silicon và mình đo đường kính đó nha. Ồ, đúng chưa? Đo đường kính đó nè. Đã đúng nè, đo đường kính của cái lưng đó nha. Này cái lưng nè ha. Đúng chưa? Đường kính của cái lưng đây. Chính cái đồng hồ. Đường kính của cái lưng là 6mm. Lưỡi này là lưỡi 6mm. Chưa rồi. Ha. Các bạn thấy này, đường kính là 6mm nha. Là thấy cái đồng hồ. Đường kính là 6mm ha. Phút của mình. Đây nha. Cái đầu đuôi nè ha. Nè, mình đo nè. Đó cái đường kính nha, 6mm ha. Nè, 6mm nha. Mấy giờ rồi bạn đồng hồ? Lưỡi này 6mm bằng vật liệu silicon ha. Đó, anh bạn. Đây là lưỡi 6mm bằng vật liệu silicon. Nha. Đây là lá lúa gạt mưa 6mm bằng vật liệu silicon ha. Đúng đó. Còn sợi này, là mẫu này như thế là tốt lắm. Là mẫu không có bạn thì mình để gạt 8mm nha. Cũng có một đầu nè. Một đầu gài nè ha. Này đầu gài đây. Rồi. Bây giờ lại thêm cái đồng đầu gài, còn đầu này là đầu trơn, để mình lắp vô ha. Để chuyển tròn rồi. Cũng bao gồm hai sợi nha. Cái hai sợi ha, hai sợi. Bây giờ mình xé nó ra nè. Mình xé ra nè. Hai sợi mình xé ra nha. Rồi, xé ra. Mẫu 8mm á thì không phải bằng vật liệu silicon mà là bằng cao su nha. Mẫu này bằng vật liệu cao su. Mẫu này bằng vật liệu cao su ha. Đây mẫu này mẫu 8mm nha. Một đầu gài, một đầu trơn bằng vật liệu cao su nè, mình đo thử nha. Đây ha. Đây, mình đo cái lưng nè. Cái lưng nè, đường kính của lưng nè. Cái đó không sao. Nè, 8mm. Thế là nó chạy. Thế mình đo đường kính của cái lưng nè, 8mm nha. Thì tôi lên cái đầu trơn ha. Nó đứng vậy thì mình đo đường kính cái lưng nè. Ha, đo đường kính cái lưng nha. Đây, 8mm ha. 8mm nha. Chắc là thích lắm. Đây ha. 8mm nha. Trong lòng nó có những cái mẫu nó sẽ là như thế này ha. Cho nó chạy. Cái mẫu gài á. Phải liệu mà rồi, cơ sở đây là. Tôi sẽ điều đây là mẫu 8mm ha, bằng vật liệu cao su. Đây là mẫu 6mm bằng vật liệu silicon. Ha. Mỗi một sản phẩm vậy nó gồm một đôi như vậy đó ha, mình có thể sử dụng từng sợi riêng lẻ ha. Đây là lá lúa gạt mưa, lưỡi gạt mưa cho xe hơi ô tô kích thước 6mm và 8mm. Chiều dài nó có là 66cm hay là 700cm nha. Lưỡi gạt mưa xe hơi ô tô bằng vật liệu silicon hay là cao su kích thước là 60mm hoặc 80mm, dài 660cm hoặc là 700cm.